Sau đây mình sẽ giới thiệu về các cái thao tác on off chạm cũng như là lấy cái ACB ra khỏi vỏ của nó. Đây là cái dòng ACB rollout của hãng Mitsubishi có dòng định mức là 3200A và số cực là 4 cực. Hiện tại thì cái ACB này nó đang được off. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác chạc on off và lấy cái ACB ra khỏi vỏ của nó. Đây là cái bộ trip unit của ACB. Cái bộ trip unit này thì chúng ta có thể điều chỉnh được các cái thông số bảo vệ cho cái ACB bằng cách là điều chỉnh các cái núm xoay trên cái bộ trip unit. Đây là cái nút nhấn off của ICB. Đây là cái nút nhấn on của ICB. Đây là cái cờ báo trạng thái on off của ICB. Đây là cái cờ báo trạng thái chạc của ICB. Đây là cái cần chạc của ICB. Đây là cái ổ cắm tay quay cái ICB. Đây là cái chốt khóa vị trí kết nối của ICB. Vậy là cái cờ báo trạng thái vị trí kết nối của ICB với cái vỏ của nó. Hiện tại cái ICB này nó đang được off và cái cờ báo trạng thái chạc của ICB là nó báo là ICB chưa có được chạc. Để tiến hành on off của ICB thì ta phải tiến hành thao tác chạc cho cái ICB. Và khi mà mình chạc cho cái ICB như vậy á, thì mình sẽ thực hiện được một cái thao tác on và một cái thao tác off cho ICB. Bây giờ mình sẽ tiến hành chạc cho cái ICB này. Thì ta sẽ tiến hành chạc cái ICB bằng cái cần chạc. Khi tiến hành chạc cho cái ICB thì ta sẽ quan sát trên cái cờ báo trạng thái chạc của ICB. Thì ta thấy là cái cờ báo trạng thái chạc của ICB nó đã báo là ICB đã được chạc và có cái màu vàng. Hiện tại cái ICB đang off. Để on cái ICB thì ta nhấn nút on. Thì ta thấy cái cờ báo trạng thái báo cái ICB đã được on và nó có màu đỏ. Để off cái ICB thì ta nhấn nút off. Thì cái cờ báo trạng thái là ICB đã được off và nó chuyển sang màu xanh. Đó là toàn bộ các cái thao tác on off và chạc cho cái ICB. Tiếp theo mình sẽ thực hiện cái thao tác là lấy cái ICB ra khỏi cái vỏ của nó. Thì công việc đầu tiên là ta tiến hành lấy cái tay quay ra khỏi vỏ của nó. Đây là cái tay quay của cái ICB. Tiến hành cắm cái tay quay này vào trong ổ cắm của ICB. Trước khi tiến hành cắm thì ta phải tiến hành nhấn nút off của ICB. Sau đó nhét cái cần này vào trong cái ICB và tiến hành quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Khi quay cái tay quay này thì ta nhìn thấy cái cờ báo trạng thái kết nối của ICB nó sẽ di chuyển theo. Đây là cái vị trí test của ICB. Thì đây là cái vị trí mà phục vụ cho cái công tác là test cách điện. Khi thực hiện công tác bảo hành bảo trì, trước khi test cách điện cho cái tủ điện thì ta tiến hành quay cái ICB đến cái vị trí test. Khi quay cái ICB đến cái vị trí test này thì cái chốt khóa trạng thái của ICB cũng đã tác động. Nếu muốn tiếp tục quay cái ICB này ra đến cái vị trí hở mạch thì ta phải thực hiện thao tác là nhấn cái nút reset cái chốt khóa và tiếp tục quay cái ICB. Tiếp tục quay cho đến khi nào cái cờ báo trạng thái kết nối của ICB ở cái vị trí hở mạch hoàn toàn. Khi mà cái cờ báo trạng thái này nó ở vị trí hở mạch hoàn toàn thì cái ICB đã được hở mạch với cái vỏ của nó.
dùng tay gạt hai cái chốt khóa an toàn và tiến hành kéo cái ICB ra khỏi cái vỏ của nó. Đây là cái vị trí mà chúng ta có thể dùng xe nâng chuyên dụng để nâng cái ICB và lấy ra khỏi cái vỏ của nó để thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng cho cái ICB. Sau khi thực hiện công tác bảo hành bảo trì xong thì ta đặt cái ICB vào đúng vị trí như thế này và dùng tay đẩy cái ICB vào trong. Trước khi đẩy thì ta phải gạt cái chốt khóa và đẩy vào trong. Sau đó dùng cái tay quay cắm vào trong cái ổ quay và phải nhấn nút off và cắm vào. Sau đó tiến hành quay theo chiều ngược lại. Khi quay thì ta cũng phải quan sát được là cái cờ báo trạng thái kết nối của ICB nó sẽ di chuyển theo. Đây là cái vị trí test thì cái chốt khóa trạng thái cũng đã tác động. Nếu muốn tiếp tục quay cái ICB thì ta phải nhấn nút reset cái nút nhấn này. Tiếp tục quay cái ICB. Đây là cái vị trí mà cái ICB nó được kết nối hoàn toàn với cái vỏ của nó. Ở cái vị trí này thì cái chốt khóa kết nối của ICB cũng đã tác động và cái ICB đã được kết nối hoàn toàn với cái vỏ của nó và tiến hành rút cái tay quay trả về cái vị trí ban đầu của ICB.